quả nhân sâm này đột nhiên sống dậy trở thành nhân sâm tinh, được Tôn Ngộ Không thu nhận làm thú cưng để chăm sóc, vào những lúc nguy hiểm còn có thể lập tức tức biến thành Phật và đại chiến với yêu tổ, để bảo vệ Tôn Ngộ Không, nó còn có thể hợp thể với Ngộ Không để biến thành trạng thái nham thạch. Khi thiên địa vừa mới hình thành, sinh ra yêu quái đầu tiên có tên là Nguyên Đế, con yêu này có bản lĩnh của trời, đến cả Bồ Tát cũng không giáng được hắn ta, Phật có Phật tổ, còn hắn ta chính là yêu tổ. Cuối cùng một đệ tử dưới trướng của Phật tổ là Kim Thiền Tử, đã hiến dâng chân khí của mình, mới có thể vĩnh viễn phong ấn được yêu tổ. Ở vùng đất huyền thổ Hàn Băng, ở bên này Sa Tăng đang kể cho bát giới nghe về chuyện của Nguyên Đế. Hai người họ đang hoài nghi liệu Nguyên Đế này có thật sự tồn tại không. Đường Tăng thì đang trông chờ mòn mỏi, lẩm bẩm tại sao Ngộ Không chưa thấy về, bây giờ sư phụ đang đói đến mức bụng kêu ọt ọt rồi đây. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, Ngộ Không đã trở về nhưng đáng tiếc chỉ đem về một bát nước. Lần này bốn sư đồ họ đi tới Ngũ Trang Quan, chủ nhân chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không biến thành một con châu chấu, kéo theo Chư Bát Giới biến thành một con sâu gióm, để ngó vào vườn nhân sâm của nhà người ta. Nhân sâm nơi này 300 năm mới nở hoa, 3000 năm kết quả. Hình dáng quả giống như em bé, ngửi một cái có thể sống tới 360 tuổi, ăn một quả có thể sống tới 47.000 năm. Quả này không phải tùy tiện mà hái, bắt buộc phải lấy gậy như ý gõ một chút thì quả nhân sâm mới mở ra. Ngộ Không tìm được một cái cây thần, người ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện mà Ngộ Không đã hái luôn ba quả, ba đồ đệ mỗi người một quả, ăn một miếng thì phê lên tận trời xanh. Đồng tử phát hiện ra nhân sâm thiếu bốn quả, chắc chắn rằng bốn sư đồ nhà họ đã ăn mất. Nhưng Ngộ Không chỉ hái ba quả, trong cơn tức giận bèn lấy gậy kim cô ra, một gậy đánh ra là đổ một cây. Trấn Nguyên Đại Tiên ra lệnh cho chúng đệ tử bố trị đại trận phục ma. Bốn thầy trò nhà Đường Tăng lập tức không phải đối thủ. Khi đang đánh nhau đến hồi gay cấn thì dưới đất đột nhiên bốc lên yêu khí, yêu quái vô cùng giảo hoạt, bắt lấy Đường Tăng rồi bỏ chạy. Còn mấy đồ đệ thì bị Trấn Nguyên Đại Tiên nhốt trong pháp trận. Thì ra yêu quái xông ra ngoài chính là Nguyên Đế, năm đó bị Kim Thiền Tử phong ấn, mà ba ngày sau hắn ta sẽ phục hồi lại hình người. Nếu như có được tu hành 10 kiếp của Kim Thiền Tử thì sẽ lại nhất thống tam giới. Nơi mà Nguyên Đế đặt chân tới thì động vật đều biến thành yêu quái, tàn sát lẫn nhau. Mấy con tiểu yêu tưởng Nguyên Đế là kỳ nhông, cho đến khi boss tới mới sáng mắt ra, con kỳ nhông này chính là ông tổ loài yêu Nguyên Đế. Đám yêu quái lập tức bị dọa cho sợ hãi, nhanh chóng quỳ lại gọi tổ tông. Một cỗ tiên khí của cây ăn quả lập tức tìm đến Tôn Ngộ Không. Ngộ Không ngửi ngửi một chút, yêu khí lập tức biến thành hình người, biến thành một yêu tinh nhân sâm có linh hồn. Sa Tăng từng xem sách chóc yêu, biết được nhân sâm tinh này không phải là yêu quái bình thường, mà nó có chân khí phong ấn được Nguyên Đế. Mấy đồ đệ lập tức đem theo chân khí đi tìm sư phụ, thì gặp được Bạch Mi yêu tới thôn để phá hoại. Tôn Ngộ Không và Bạch Mi yêu đại chiến hơn 300 hiệp, cuối cùng cũng đuổi được chúng đi, nhưng những người ăn dưa đứng xem cũng bị biến thành yêu quái. Nhân sâm thấy con người đáng thương nên đã dùng chân khí để tịnh hóa bách tính. Chân khí tiêu hao năng lượng thì phải lập tức ăn hoa quả, dù có thế nào cũng thấy rất tàn nhẫn. Tôn Ngộ Không biết được nhân sâm tinh này chính là sư phụ, trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định phải chăm sóc nó cho tốt, cả ngày cho nó ngồi trên vai mình, thậm chí nhân sâm ngồi cả lên đầu tè bậy mà Ngộ Không cũng không dám làm gì. Sau khi đám tiểu yêu bị Ngộ Không đánh bại quay về, Nguyên Đế vô cùng tức giận, yêu tổ vắng nhà, hầu tử xưng bác. Nguyên Đế tung ra yêu khí đích thân đi tìm Tôn Ngộ Không, kết quả là cả sơn thần của ngọn núi này cũng bị yêu hóa. Ngộ Không lập tức tiến vào chiến đấu, tên này tên là Phong Ly Tử, đánh thế nào cũng không chết, chỉ khi miệng bị phong ấn thì mới không thể chiến đấu được nữa. Sau khi đánh bại nó thì sơn thần mới tỉnh táo trở lại, xem ra yêu tổ này lợi hại ở chỗ có thể biến tất cả thành yêu, đến cả sơn thần cũng không ngoại lệ. Lúc này Nguyên Đế đang trốn trên đỉnh Thiên Niên, ba ngày sau sẽ hiệu triệu chúng yêu nhất thống tam giới. Cái gì mà cửu vĩ hồ ly, kim giác, ngân giác, còn cả yêu quái nghìn mắt cũng tới đây để tụ hội. Mà Nguyên Đế từ một con kỳ nhông cũng dần dần biến thành hình người. Ngộ Không chăm sóc nhân sâm cũng vô cùng đau đầu, rõ ràng là rất ghét sư phụ nhưng lại muốn chăm sóc cho nhân sâm tinh, phải hy sinh nó để phong ấn Nguyên Đế. Trong lòng Ngộ Không cũng cực kỳ không nỡ. Nhân lúc nhân sâm đang ngủ, Ngộ Không đưa theo hai sư đệ nhanh chóng lên đường, sau đó vẽ một vòng tròn bảo vệ nó. Ba ngày sau, vạn yêu phát động tấn công, kim giác ngân giác gọi tên Tôn Ngộ Không, nói rằng nếu đồng ý sẽ thu nhận Ngộ Không, nhưng Ngộ Không sớm đã biết cái trò này rồi, đánh cho đám hồ ly tinh chạy bát nháo, quân số không đủ thì có thể nhổ lông ra, phân thân ra thành nhiều Ngộ Không để đánh nhau với đám yêu quái. Cuối cùng chân thân của Nguyên Đế cũng xuất hiện, bây giờ hắn ta đã tràn đầy sức mạnh biến thành hình người, tạo hình và dị năng đúng là không chê vào đâu được, danh xưng ông tổ vạn yêu đúng là không phải chém gió. Ngộ Không bị hắn ta đạp nhẹ một cái đã bay, bây giờ Nguyên Đế muốn bắt chân khí nên không giết Ngộ Không ngay lập tức. Nhân sâm muốn tới giúp đỡ nhưng đã bị Ngộ Không đặt trong kết giới an toàn nên không thể thoát ra được. Ngộ Không có liều mạng cũng phải bảo vệ chân khí. Sa Tăng và Bát Giới cũng bị Nguyên Đế đánh cho thảm hại. Nguyên Đế điên cuồng tấn công vào nhân sâm tinh. Nếu Ngộ Không không chết thì kết giới vẫn còn, nên hắn ta không thể bắt được chân khí. Nguyên Đế chưa từng thấy yêu quái nào ngu ngốc như vậy, đúng là mất mặt yêu quái. Cuối cùng hắn tẩn cho Ngộ Không một trận như tử.
Nguyên Đế cũng đưa Đường Tăng tới, muốn Tôn Ngộ Không tận mắt chứng kiến, hắn ta hút đi chân khí của sư phụ, sau đó trơ mắt nhìn hắn ăn thịt Đường Tăng. Nhân Sâm muốn truyền tất cả chân khí cho Ngộ Không, nhưng lại bị từ chối. Nguyên Đế bắt được Ngộ Không, hắn ta muốn giày vò cơ thể của Hầu Tử thành cho bụi, Nhân Sâm bùng nổ thành một vũ trụ nhỏ, giải phóng ra tất cả sức mạnh, Kim Thiền Tử năm đó cuối cùng cũng sống lại, vòng hào quang cũng xuất hiện, Nhân Sâm biến thành Phật, điều này có nghĩa là nó sắp tấn công, kim thân của Kim Thiền Tử năm đó vẫn ở trong cơ thể của Nguyên Đế, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Nguyên Đế, cuối cùng chân khí của Nhân Sâm tản đi, trước khi chết mảnh chân khí cuối cùng của nó đã truyền vào cơ thể của Tôn Ngộ Không, trái tim đá của Ngộ Không lại đập lần nữa, hơn nữa sức chiến đấu cũng tăng mạnh, biến thành một con khỉ đá đỏ rực lửa, đã đến lúc so bì sức mạnh rồi, cú đánh của Nguyên Đế không hề có tác dụng gì, Tôn Ngộ Không ra tay, Nguyên Đế bị đánh đến mức không thể phản kháng, cuối cùng ông tổ loài yêu Nguyên Đế bị gậy kim cô của Ngộ Không đâm thành cho bụi, lần này thì không cần đến phong ấn nữa. Sau khi Nguyên Đế chết, mấy người họ tưởng sư phụ đã chết rồi, thực ra Đường Tăng không hề chết, sau khi Quan Âm hạ phàm đã cứu sống quần chúng.